Khác với các trường khác, giữa tháng 1 thi xong phát là bọn em được nghỉ Tết, tranh thủ lên sớm trước 3-4 ngày để dọn dẹp qua nhà cửa các thứ. Ví dụ như là bếp thì em sẽ cần phải mua thêm đồ, vì trước Tết là em đã mang hết đồ về quê để ăn Tết rồi. Đến phòng ngủ của mình ấy, cái mùi đầu tiên, cái mùi nồm ẩm, nên là em tranh thủ lên sớm để có thể xịt phòng, lau dọn phòng và xịt quần áo các thứ để cho biến mất cái mùi đó đi. Dọn dẹp phòng ốc, sớm bắt nhịp lại với cuộc sống đời thường là lý do của đa số các bạn sinh viên khi quay trở lại thành phố dù kỳ nghỉ Tết của trường đang theo học vẫn chưa kết thúc. Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài cùng những món quà quê, những cô gái này còn mang theo cả những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Ông bà em đuổi em lên nha, ông bà em hỏi là sao mà nghỉ dài thế, không đi học hay gì. Thế là bị mắng nhiều quá, em đi lên luôn. Mọi thứ em tính hết rồi, từ nhà cửa cho tới điện áp em không chạch ra một cái gì, nhưng mà riêng cái xe này nằm ngoài dự tính của em luôn. Không tính được, nó không đá lên được, nó không đi được, để nửa tháng rồi, không đi được. Em lại quên chìa khóa ở dưới quê, bây giờ em đang phải ship chìa khóa lên đây. Hoảng loạn xong gọi tứ tung hết cả, xong rồi bị bố mẹ em trêu là ăn nhiều bánh chưng quá nên là lấp hết trí nhớ rồi. Hôm đấy thì cũng mắn về quê rồi, thế nên là vừa lên xe là vừa học on về từ ngày 18 đến tận hôm nay. Có thời gian nghỉ dài như vậy bởi thời điểm kết thúc kỳ 1 trùng vào dịp Tết, nên trung bình các trường đại học cho sinh viên nghỉ đến 21 ngày, cá biệt có nơi tới 30 ngày. Thậm chí vì đặc thù ngành học, kỳ nghỉ với cô gái này còn kéo dài đến tháng 3. Không để thời gian trôi qua vô nghĩa, Ninh Anh quyết định sớm bắt nhịp với cuộc sống, đi làm công việc bán thời gian. Em không muốn nghỉ nhiều, tạo cảm giác bị lười và ì ạch. Tuy là trường em là được nghỉ nhiều, nhưng mà em muốn quay trở lại sớm để bắt đầu công việc học tiếng Anh của mình. Bạn em bảo là thôi, chơi qua rằm hoặc là đến cuối tháng 2 rồi mới đi làm. Nhưng mà đối với em rằng là hết mùng 6 em là hết Tết rồi, bắt đầu đi làm việc thôi. Hết Tết rồi, làm việc thôi. Không chỉ đơn thuần là câu khẩu hiệu, mà còn là một xu hướng mới của người trẻ để cuộc sống, công việc học tập không bị xáo trộn khi trải qua một kỳ nghỉ kéo dài.